Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu 27 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bán bằng giả, Bộ trưởng Nhạ sắp vào lò. Tình trạng giáo dục thối nát ở Việt Nam đã mỉ rất nhiều năm nay. Nó đã tạo ra làn sóng tị nạn giáo dục ngày càng mạnh mẽ ở giới con em quan chức chính quyền và giới có tiền. Hàng năm có rất nhiều dự án giáo dục được vẽ ra để ăn tiền ngân sách, chứ thực sự họ không có thực tâm cải cách giáo dục. Vụ tai tiếng sách giáo khoa lớp 1 của nhóm Cánh Buồm là một trong vô số ví dụ minh họa đó. Tình trạng học giả nhưng vì thành tích nên giáo viên đã nâng đỡ và đưa nhiều học sinh lên tầm đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp đã và đang tạo ra lớp người không có thực lực để tiếp bước con đường học tập đúng nghĩa. Đó là lý do tại sao ngày nay người ta đi tìm mua bằng giả thay vì học thật để lấy bằng thật. Đặc biệt là trong giới quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, phần đông rất nhiều người đã học bổ túc, chuyên tu và tại chức nên chẳng có chất lượng gì cả. Đó chính là lý do tại sao hiện tượng mua bán bằng đã trở nên phổ biến nhiều năm nay. Đây là hình ảnh bài báo đánh thẳng vào tiêu cực của Đại học Đông Đô. Cái kim trong bọc rồi đến ngày cũng phải lòi ra. Đại học Đông Đô bị phanh phui vụ cấp bằng giả nhiều năm nay. Đây có thể nói là một vết nhơ dưới thời ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Một nền giáo dục thối nát, nạn buôn bán bằng giả tràn lan. Nó đã diễn ra ngay trong nhiệm kỳ của ông Bộ trưởng Nhạ. Gần sát tới ngày Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta khui ra rầm rộ tiêu cực ngành giáo dục có ý gì. Rất có thể đây là hướng đánh nhắm thẳng vào ông Phùng Xuân Nhạ. Cũng có thể chỉ là một tiêu cực thông thường. Hãy chờ xem những ngày tới, báo chí tiếp tục sẽ đưa ra những ý kiến gì và bằng chứng ra sao. Và việc bán bằng tiếng Anh cho cán bộ Cộng sản đã diễn ra như thế nào? Theo cơ quan điều tra, thì trường Đại học Đông Đô đã cấp hơn 600 bằng cử nhân tiếng Anh giả, tức là hệ văn bằng 2, trong đó có nhiều người mua bằng là cán bộ công chức nhà nước. Đáng chú ý, có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để tuyển nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án. Các cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố các bị can như Dương Văn Hòa, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô, Trần Kim Oanh, nguyên phó hiệu trưởng, Lê Ngọc Hà, phó hiệu trưởng, Trần Ngọc Quang, phó trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên, Phạm Văn Thủy, cán bộ nhà trường cùng 5 người khác. Theo kết luận điều tra, lợi dụng sơ hở thiếu sót của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý và tuyển sinh, đào tạo, bằng cấp đối với hệ văn bằng 2, bị can Trần Khắc Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị trường Đại học Đông Đô hiện đang bỏ trốn và đồng phạm đã tuyển sinh và cấp bằng cho hàng trăm trường hợp mà không cần phải học. Căn cứ vào tài liệu thu giữ được, cơ quan điều tra đã xác định Đại học Đông Đô đã cấp bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh cho 626 trường hợp, nhưng chỉ có 216 trường hợp có thông tin để xác minh. Kết quả xác minh xác định, trong số 216 trường hợp nêu trên thì có tới 193 người được cấp bằng không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc không đủ điều kiện để cấp bằng. 23 người có tham gia học tập tại các cơ sở, nhưng do Đại học Đông Đô chưa được cấp phép đào tạo văn bằng 2, nên số bằng đã cấp cho những người này không có giá trị. Đối với 193 người được trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả, thì có 60 người đã sử dụng bằng. Đáng chú ý là có tới 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Một trường hợp làm điều kiện bảo vệ thạc sĩ. Một trường hợp thi nâng ngạch thanh tra viên. Một trường hợp thi tuyển công chức. Và hai trường hợp kê khai vào hồ sơ cán bộ. Đây là hình ảnh Đại học Đông Đô, nơi xảy ra tiêu cực mua bán bằng giả. Cơ quan an ninh điều tra đã có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý cán bộ vi phạm theo quy định đối với 58 trường hợp sử dụng bằng giả của Đại học Đông Đô. Đối với trường hợp chưa sử dụng bằng, cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định hủy bỏ, thu hồi các bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh đã cấp cho cá nhân không đúng quy định và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh do Đại học Đông Đô đã cấp ra là không có giá trị. Và qua đây cũng cần làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, người đứng đầu ngành giáo dục phải lên tiếng giải trình về việc này. Nhiệm vụ của ông là dùng tiền ngân sách để điều hành ngành giáo dục. Giờ giáo dục đã xảy ra hiện tượng tiêu cực này trong nhiều năm, thì rõ ràng ông cũng là người chịu trách nhiệm. Tất nhiên, những quan chức chủ mưu việc làm sai trái này của trường Đông Đô là người chịu trách nhiệm chính. Và vấn nạn hối lộ trong giáo dục, vấn nạn mua bằng
vấn nạn bạo lực học đường, vân vân, nó phải được ông bộ trưởng soạn thảo ra chính sách đối phó, chứ không thể thả nổi được như vậy. Vì vậy, bất kỳ một tiêu cực nào trong ngành giáo dục, ông bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng phải chịu trách nhiệm, chứ không thể vô can được. Đây là hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ, người để quá nhiều người tiêu cực xảy ra ở ngành giáo dục. Đối với cá nhân ông Nhạ, thì từ ngày lên làm bộ trưởng, ông này chưa có một lời nhận trách nhiệm nào về mình. Mặc dù tiêu cực trong ngành giáo dục xảy ra rất thường xuyên và trong đó có nhiều vụ việc hết sức nghiêm trọng. Còn với Bộ Giáo dục thì mới đây, vào ngày 26 tháng 11, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thu Thủy cho biết sẽ xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân liên quan nếu có sai sót, vi phạm của trường Đại học Đông Đô. Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được văn bản kết luận chính thức của cơ quan điều tra Bộ Công an về vụ cấp bằng giả của Đại học Đông Đô. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để làm rõ những thông tin và bản chất của sự việc nghiêm trọng này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo sau đại học rà soát lại thông tin về đầu vào và đầu ra của các học viên sau đại học để căn cứ xử lý. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để xác minh thông tin và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền những trường hợp đã sử dụng bằng giả của trường Đại học Đông Đô. Đồng thời cũng sẽ xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân liên quan nếu có sai sót và vi phạm. Bà Thủy đã nhấn mạnh như vậy. Và dư luận đặt ra câu hỏi là tiêu cực bằng giả dính đến cán bộ nhưng tại sao lại không nêu tên? Đại học Đông Đô đã có nhiều sai phạm từ năm 2019, thế nhưng đến nay vẫn sai phạm tiếp. Vậy câu hỏi đặt ra là ai đã bảo kê cho tiêu cực này? Vào ngày 16 tháng 8 năm 2019, trên báo Thanh Niên có bài viết mua bằng của trường Đại học Đông Đô đều là người có uy tín. Trong đó, người ta kết luận sai phạm của các cơ quan, quan chức đại học này mà không hề đả động gì đến những quan chức đã mua bằng. Ở Việt Nam thì là như vậy. Nếu vụ án mua bằng dính đến quan chức lớn thì không được phép chỉ đạo bên trên thì không ai dám khui những vụ việc này ra ánh sáng. Đây là hình ảnh bài báo ám chỉ quan chức nhưng không dám nói tên ai đã mua bằng giả. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thì cơ quan công an đã làm việc với 5 trường hợp hiện đã sử dụng văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô nộp vào các đơn vị đào tạo bao gồm Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Khoa học Xã hội để hợp thức hóa nghiên cứu sinh. Trong những người này, có người là cán bộ chủ chốt của một số cơ quan ở Hà Nội, có người là giảng viên một cơ sở đào tạo đại học ngành tư pháp. Trong đó có 3 trường hợp tự nguyện viết đơn tố cáo sai phạm của trường Đại học Đông Đô. Đây là hình ảnh bài báo đã không khui 55 tiến sĩ là ai. Vậy câu hỏi đặt ra là 55 ông bà tiến sĩ dùng bằng giả của Đại học Đông Đô là những ai? Tại sao chính quyền không làm rõ? Hay họ là những quan chức đầy quyền lực nhưng các vị không dám động đến? Tất cả những gì đang diễn ra ở trường đại học này, nhân dân đang chờ chính quyền giải quyết như thế nào và chờ ông Phùng Xuân Nhạ sẽ nói ra sao trước người dân cả nước? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020 với bản tin Bán bằng giả, Bộ trưởng Nhạ sắp vào lò. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.